Các anh xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn món đồ gồm có cây sao trúc và cuốn sách hướng dẫn thổi giáo cơ bản. Bộ đôi này giá 150.000, chưa có bao gồm phí vận chuyển. Nếu các bạn ở xa thì phí vận chuyển sẽ là 25.000 giao tận nhà. Các bạn hàng đến các bạn được mở ra xem, đồng ý các bạn mới nhận hàng. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cây sáo này có gì và cuốn sách này như thế nào. Đầu tiên là nói về cây sáo thì đây là cây sáo nứa. Chúng ta hay dùng nhất là tông đô. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tông khác, ví dụ tông la hay si giáng đều được. Nếu như các bạn đã chơi lâu thì các bạn có thể lựa chọn một số cái tông khác như là la trầm, si giáng, son trầm, vân vân. Tuy nhiên ở video này thì tôi sẽ mặc định đề xuất đó là cây sáo đô dành cho người mới tập. Thì cây sáo này sẽ đáp ứng đủ yêu cầu là sáo dễ thổi, đủ nốt chuẩn nốt lên full tất cả 3 quãng từ đồ 1 cho đến son 3 và có bảo hành 1 năm cho các bạn. Trị giá cây sáo này là 150.000. Tức là khi các bạn mua cái này thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn sách như thế này. Đây là cuốn sách tôi tự biên soạn. Đấy, và đây là cái cuốn tập 1. Tôi sẽ còn nhiều tập nữa. Tuy nhiên ở dành cho những người mới tập sáo thì cái cuốn này là phù hợp, sẽ là cái cuốn cơ bản nhất để cho các bạn. Tôi sẽ biên soạn cho những người mà không có biết gì về sáo, chưa biết gì về sáo và thậm chí chưa có biết gì về âm nhạc cả. Các bạn đều có thể hiểu được tôi diễn đạt theo ý rất là dân dã thôi, không có cái ý nào nó mang tính lý thuyết quá nặng nề cả, rất là dân dã như nói chuyện. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu về cái sáo trước rồi sẽ giới thiệu cho các bạn về cuốn sách. Thì đây tôi tạm thời nói miệng. Thì cây sáo đây, cây sáo ở đây là cây sáo tung đô, âm hay luôn. Độ chuẩn thì nó sẽ đạt chuẩn được cho đến 96-97%. Tức là những người mới chơi thì là quá ok rồi. Các bạn hoàn toàn có thể biểu diễn ở trên một cái sân khấu của nhà trường khoảng vài trăm người, tức là biểu diễn quần chúng được. Còn nếu như các bạn biểu diễn chuyên nghiệp thì sau đó các bạn sẽ phải nâng cấp lên những cây 200-300. Ví dụ dành cho những ban giám khảo là người chuyên âm nhạc thì sai đúng là có thể người ta sẽ nghe ra. Nhưng mà đối với những người biểu diễn quần chúng như này là ok, các bạn có thể chơi vài năm được. Ngày xưa tôi cũng chơi cây như này có đi khi đến cả chục năm rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe qua âm thanh nhé. Thổi được tất cả các bài, lên đủ tất cả các nốt từ đồ 1 cho đến son 3. Tôi thổi quãng 1 này, quãng 2, quãng 3. Quãng 3 các bạn thổi mạnh, lên đủ nhá, không có thiếu nốt nào cả. Thử chạy một đoạn của một bài hát đi. Tôi sẽ thử chạy với cái mic này. Hôm trước học được cái cách cầm mic như thổi sáo, tôi sẽ áp dụng để thổi cho nó vang một chút. Có cái bản thank you.
Tiếp theo tôi giới thiệu đến cuốn sách. Thì trong cuốn sách này, ngay phần đầu tiên là mục lục. Thì các bạn nhìn mục lục, các bạn sẽ biết nó gồm có những cái nội dung chính nào. Để tạo được trình nghiệp thì tôi cũng muốn làm giống như cái sách người ta bán ấy, có giới thiệu cả cái lần mở đầu và giới thiệu tác giả. Người nói là giới thiệu tác giả thôi, nhưng thực ra là trò chuyện giữa tôi và các bạn thôi, cũng không có gì cả. Giới thiệu về cái sáo thì để cho các bạn giả dụ như các bạn chưa có biết gì về sáo, hoặc như các bạn chưa hiểu sâu về sáo, thì các bạn có thể đọc qua để các bạn biết là cây sáo nó có những loại nào, nó cấu tạo như thế nào, tại sao nó kêu được. Và cây sáo thì so với nhạc cụ khác thì nó có sánh tầm được với nhạc cụ khác không? Mình tiện nói luôn cho các bạn là sáo là một nhạc cụ tuy là nhìn đơn sơ nhưng mà cái hiệu quả của nó đem lại cực kỳ kinh khủng. Nó có thể chạy diễn tấu được những kỹ thuật gọi là mang tính tầm cỡ đấy, kỹ thuật rất phức tạp. Quan trọng là cái trình độ của chúng ta đến đâu thôi. Ứng dụng của sáo ở đây cũng có luôn. Ứng dụng ở đâu? Trong phim ảnh cũng có sáo này. Rồi là trong các cái tế lễ rồi hội hè đều có dùng đến sáo, vân vân. Tất nhiên là có thể không nhắc đến là ứng dụng của sáo là để biểu diễn âm nhạc rồi. Có phần hiểu biết sơ đẳng nhất về âm nhạc này. Âm thanh là gì? Âm nhạc là gì? Đấy. Phần năm này các bạn sẽ được học cách đọc và bản cảm âm. Bởi vì cái cuốn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách học là học cảm âm, tức là học nhập dư đấy, chứ không phải hướng dẫn các bạn học theo bản âm nhạc. Thì đây tôi mở ở đây ra cho các bạn xem một trang cụ thể đến cái trang của nó đây. Thì đây tôi có giới thiệu, nếu như các bạn học ở trường âm nhạc ấy, thì các bạn sẽ phải học những cái hình ra đỗ đây. Tuy nhiên chúng ta học ở đây là học theo hướng cảm âm, tức là biết rõ đúng đâu là đồ, đâu là dê, đâu là mi. Đấy, thì để cho các bạn không có biết nhiều về lý thuyết âm nhạc, các bạn cũng có thể xem sách và thổi được sáo. Quan trọng nhất là các bạn thổi được sáo, chứ không phải quan trọng là các bạn hiểu gì về nhạc. Tôi nói thật là như thế. Đôi khi nghệ thuật nó là như thế, nó không phải đúng hay sai. Nghệ thuật không phải lúc nào đúng hay sai. Nghệ thuật là quan trọng người nghe người ta thấy hay, người xem người ta thấy hay thì đó là thành công. Còn các bạn cứ bảo là các bạn là thổi kỹ thuật năm hay lắm nhưng người nghe người ta không thấy hay thì là các bạn thất bại. Còn người ta bảo người ta thổi liên thiên nhưng người nghe thấy hay thì đó là thành công. 7. Ở đây còn phần 6 nữa. Phần 6 là hướng dẫn thổi sáo này. Phần 7 là các kỹ thuật trên sáo cơ bản thôi. Còn phần 8 là cảm ơn. Đấy thì các bạn sẽ tặng kèm cuốn này, tức là chọn bộ cây sáo và cuốn sách ở đây tổng cộng 150.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.